Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu về gỗ gụ. Gỗ gụ là gì? Có bao nhiêu loại và có tốt không? Thì gỗ gụ là một loại thực vật thân gỗ lớn thuộc họ đậu. Ngoài ra chúng còn có một số tên gọi địa phương khác như là gỗ dầu, gỗ xương, gỗ hương, gỗ lau. Gỗ gụ là sản phẩm của việc khai thác, xẻ gỗ thành từng khối, tấm theo mục đích bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Hiện nay thì gỗ được liệt kê vào loại cây quý hiếm, cần được bảo tồn do nạn khai thác, chặt phá rừng quá mức và nó được liệt kê vào sách đỏ là danh sách các loài thực vật cần được bảo tồn trên thế giới có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đặc điểm thì về thân cây, gỗ là một loại thực vật thân gỗ lớn, cây trưởng thành có độ cao phổ biến từ 20 đến 30 mét. Thân gỗ gụ ở mức trung bình không quá lớn như trò chỉ và chỉ ở mức đường kính là 0,6 đến 0,8 mét. Có những cây phát triển thì lớn hơn 1 mét. Chất lượng gỗ rất tốt, không bị mối mọt. Thân cây thẳng, dài, ít nhánh nên rất được ưa chuộng làm các đồ gỗ nội thất và đồ gỗ cao cấp. Lá cây thì lá cây gụ kép lông chim một lần, chẵn là lá chép 4 đến 5 đôi hình bầu dục, dài từ khoảng 6 đến 12 cm, rộng là 3,5 đến 6 cm. Lá nhẵn và cuống lá thì chét dài khoảng 5 mm. Lá bán hình tam giác dài từ 5 đến 10 mm và lá đài thì phủ đầy lông nhung, cụm hoa hình chùy dài từ 10 đến 15 cm, phủ đầy lông nhung màu vàng hung. Hoa thì có từ 1 đến 3 cánh. Cánh nạc thì dài khoảng 8 mm. Bầu có cuống ngắn và phủ đầy lông nhung, vòi cong dài từ 10 đến 15 mm. Về quả, quả đậu thì hình gần tròn hay hình bầu dục rộng, dài khoảng 7 cm, rộng khoảng 4 cm với một mỏ thẳng, không phủ gai, thường có một hạt, ít khi có 2 hoặc 3 hạt. Mùa hoa thì vào tháng 3 và tháng 5, mùa quả chín là vào tháng 7 và tháng 9, tái sinh bằng hạt. Gỗ gụ thuộc nhóm mấy? Và theo danh mục thực vật rừng quý hiếm ban hành kèm theo nghị định số 18 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 17 tháng 1 năm 1992, thì loại cây gụ thuộc nhóm 1 cùng với nhiều loại cây gụ quý khác như là cẩm lai, lát hoa hay gõ. Cách nhận biết thì trên thị trường có rất nhiều xưởng gỗ làm giả loại gỗ cao cấp và đắt giá này, nên bạn sẽ cần phải lưu ý những thông tin dưới đây để được lựa chọn gỗ chuẩn và tốt nhất. Gỗ gụ thuộc loại gỗ quý hiếm do có tỉ trọng lớn nên là rất nặng, chính vì vậy được xếp vào nhóm 1. Và loại gỗ này cũng có những đặc điểm riêng dễ nhận biết như là về màu sắc thì gỗ gụ bình thường có màu vàng khi mới khai thác, già hoặc để lâu thì thường có màu nâu đậm, nâu đỏ tùy theo độ tuổi của cây. Về độ nặng thì gỗ này rất nặng do có tỉ trọng lớn, nặng hơn khá nhiều so với các loại gỗ thông thường. Về mùi thì có mùi hơi chua nhưng không hăng khi đưa lên mũi để ngửi. Phân bố thì trong tự nhiên thì gụ phát triển tại các vùng rừng rậm nhiệt đới. Loại cây này thì khá kén vùng phát triển như là nơi mưa ẩm và độ cao không quá 700 mét so với đường mực nước biển, có tầng đất dày và không bị úng sau mưa lũ. Hiện nay loại cây này phát triển ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Nam Phi, còn lại rất ít và tận sâu trong rừng già. Ngoài ra hiện nay cây gỗ gụ cũng được trồng tái sinh và trồng công nghiệp tại nhiều tỉnh Việt Nam, Lào với giá bán cây giống phổ biến ở mức từ 3 đến 10 nghìn đồng một cây giống, tùy vào số lượng mua nhiều hay ít. Phân loại. Hiện nay thì gỗ gụ được phân loại không phải dựa trên khoa học mà dựa trên nơi sản xuất, quốc gia, vùng miền là chính, và chúng được phân loại như sau. Gụ ta thì chỉ các loại gụ truyền thống tại rừng ở Việt Nam. Loại gụ này rất quý và hiếm do có tỉ trọng cao, chất gỗ đẹp, được phân bố chủ yếu tại Quảng Bình. Gụ mật, đây là loại gỗ trồng công nghiệp phổ biến tại Gia Lai và Lào. Gụ Lào, được trồng tại Lào và nhập khẩu vào Việt Nam qua thương mại. Gụ Nam Phi, được nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp từ châu Phi thông qua quốc gia Nam Phi. Ứng dụng, thì đây là một trong những loại gỗ vô cùng quý hiếm và chất lượng vào dạng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Chính vì vậy, nếu bạn có phân vân về loại gỗ này có tốt không thì không cần bàn tới vì nó quá hoàn hảo cho một loại gỗ cao cấp. Khi công nghệ chưa phát triển thì gỗ gụ rất ít được ứng dụng,
như là làm vỏ thuốc, nhuộm lưới đánh cá, nhuộm quần áo, gỗ làm cột nhà, cột đình chùa hoặc là cột bộ thuyền buồm. Trong tự nhiên thì hoa gỗ còn có tác dụng làm nguồn mật tốt cho các loại ong rừng, ong nuôi. Hiện nay thì với công nghệ chế biến gỗ cao cấp thì gỗ gụ được tận dụng tối đa trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là xây dựng và thiết kế nội thất như bàn thờ, bàn làm việc, bàn ăn, giường ngủ, ghế kệ tivi, sập tủ chè, tay cầm cầu thang, cột nhà, xà nhà và nhà sàn cao cấp. Gỗ là một loại gỗ chất lượng cao thuộc vào dạng quý hiếm, không bị mối mọt. Tuy vậy, bạn cũng không thể dựa vào những yếu tố đó mà lơ là bảo quản chúng. Để các thành phẩm từ gỗ được sáng bóng và trường tồn với thời gian thì chúng ta vẫn cần một số lưu ý sau. Tránh và đập các vật nặng, sắc nhọn lên bề mặt của gỗ để có thể gây xước. Tránh để gỗ ở nơi ẩm thấp như cạnh nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bị dột khi mưa. Và nên lau chùi gỗ thường xuyên để gỗ sáng bóng. Chỉ cần với những lưu ý trên rất đơn giản thì bạn có thể sử dụng các sản phẩm từ gỗ gụ bền vững với thời gian mà không cần phải lo lắng gì cả.